Chào mấy anh, hôm nay em làm clip sơn giả sứ cái chậu này 100% luôn, coi nó giống sứ không mấy anh. Bây giờ nghe nó đang bã bột. Mốt em sẽ lấy cái loại bã kia kìa. Bã kia bã cho nó cứng, để cho nó liền mấy cái xi măng bị nứt á hay tường bị nứt á, nó bã lại được á. Để mốt lấy cái đó về thử bán. Còn cái này là làm tạm thời thôi, cái này thử thôi. Để khi mình sơn một cái chậu trơn hết á, mình giả sứ nó đẹp không? Thì muốn giả sứ cho nó đẹp á thì bắt buộc nó phải láng hết, không có lỗi, không có lỗ mọt đâu á, không có bọt đâu á mới được. Bây giờ anh em nó phải chét giống như BU vậy đó, chét bột đá xíu nữa lấy nhám nó xả hết mấy nó ra cho nó láng, càng láng thì mình càng giả sứ đẹp nha. Tại cái màu trắng sứ nó thì sơn nó giống sứ vô nó cứng, nhìn nó giống sứ lắm, nó khác cái màu trắng thường, nên là bữa nay quyết định sơn lại nguyên cái chậu này bằng màu trắng sứ luôn, không có sơn trang trí gì hết, cho nó ra màu sứ. Nhưng mà phải làm kỹ cho nó đẹp không, lên nó đẹp không. Chén này xong tí xíu biết lỗi không, xíu lấy màu trắng sứ cũng được, pha mình phớt một lớp trước, phớt lớp mỏng trước là mình kiểm tra lỗi xong rồi mình chét lại, xong cuối cùng mình mới sơn hoàn thiện lên. Cái này nó na ná với mình xài bột chét tường để chét tường á mấy anh, xíu nữa nó khô mình xả ra nó láng thiệt láng, cái mình sơn màu trắng sứ á mới đẹp. Mà em không khuyến cáo mấy anh làm này đâu, mấy anh nên làm chậu cho nó láng này tốn công. Em làm để thử màu trắng sứ rồi nó nguyên một cái rồi nó giống sứ không, nó đẹp không, thì bắt buộc giống muốn giống sứ rồi, phải không có lỗi rồi đó mới giống sứ được. Rồi xả bột rồi mấy anh, nói chung mấy anh đừng làm theo em nha, em rảnh á làm chơi để em test màu trắng sứ thôi, đó là mấy anh đừng làm theo em chỉ cho tốn công. Mình cố gắng mình đổ chậu cho nó láng thôi, mình lấy màu trắng sứ mình bụp lên được rồi. Còn em muốn làm cho nó tuyệt đối thì coi nhìn coi màu trắng sứ nó lên tuyệt đối luôn, nó đẹp không. Bữa thì cũng có sơn lần rồi đó mấy anh, sơn xong rồi sơn nhũ vàng á, nhìn cũng đẹp rồi đó. Mà bữa nay muốn cho nó mất hết mọt luôn, hơi khó. Xả hết bột này ra, mình lót một lớp lên là mình mới kiểm tra lại mới biết được. Thằng em nó đúng rảnh luôn mấy anh, kêu nó chét mấy lỗ bự bự, nó chét hết chậu luôn. Nó quét cọ nữa mấy anh, nó lấy cọ, nó pha nước nó quét nữa, bây giờ nó ngồi nó xả. Tính làm thợ thương nước hay gì vậy mấy anh. Sắp xong rồi mấy anh, xả ra xíu sơn được, sơ sơ thôi. Nữa cho nó tương đối mấy cái lỗ bự bự thôi. Chứ để 100% khó lắm. 100% phải bả bột mấy nước á. Màu trắng sứ rồi mấy, màu trắng sứ bữa giờ con lông mẫu vẫn còn nè, sắp tới là làm rồi đó mấy, nó tầm mấy bữa nó có hàng rồi đó. Trắng sứ nó khác màu trắng bình thường đó mấy, nó có pha phụ gia là ceramic vô đó, để cho nó đông kết cứng đó. Nhìn nó như màu men sứ vậy, nó không phải là như một mấy màu sơn bình thường đâu, nó đặc biệt mấy, nó giống như màu đặc biệt á, nó tông màu trắng vậy chứ nó mắt lắm đó mấy anh, nó tông màu trắng nhưng mà nó là màu đặc biệt, nó màu sứ, nó có phụ gia nhiều trong đó cho nó giống sứ. Thì màu này tới 139.000 ký, còn màu trắng bình thường có 99.000 thôi. Màu trắng bình thường mấy anh sơn không giống màu sứ đâu, nó chỉ là màu trắng thôi chứ không phải là màu sứ đâu. Màu sứ này nó kiểu nó đanh đanh, nó có cái phụ gia làm cho nó đanh bề mặt sơn lại, nó cho nó giống sứ. Tương đối rồi đó, đỡ bị lỗi. Giờ mình đi nước này lên mình mới biết lỗi rồi, thấy không? Lỗi rồi, thấy không? Đó, mình mới chét lại rồi. Không cần đâu, mình đi dày cũng được rồi. Chủ yếu là cho mấy anh tham khảo thôi. Khi mà sơn một cái chậu, nguyên một cái chậu bằng màu sứ hết thì nó là sao? Nhìn nó y chang mấy tượng Phật á mấy anh. Màu này nó đặc biệt á mấy anh, nhiều khi mấy anh về mấy anh sơn á, có ông nào bắt trước thì cũng sơn theo, nhưng mà ông lấy màu trắng ông sơn ra nó không giống đâu, sờ lên nó không giống đâu. Rồi đi nước một thì để cho nó ráo thì tí xíu đi thêm nước nữa cho nó dày vô.
đi thêm nước nữa mấy em, cho nó lấp bớt mấy cái tim kia cho nó đẹp. Ống sứ đó mấy anh, giống như bộ. Nắng quá, để xíu nữa nó mát mát em quay cho mấy anh coi. Xíu còn phủ bóng nữa, phủ bóng lên nó mới giống sứ, phải cho nó bóng lên. Xíu phủ bóng nước được rồi. Chứ cái này phủ bóng 2K nó mới giống sứ. Đôi khô mấy anh, giờ lấy máy sấy tóc ra khò khò cho nó một xíu cho nhanh khô. Quay để phủ bóng quay clip cho mấy anh. Thì cái này mấy anh mà đổ kỹ kỹ, sàn cát đổ kỹ kỹ cho nó đừng có bọt á. Lại mình sơn ở trong luôn á. Thì nó giống y chậu sứ luôn, mình sơn trong luôn. Đó. Đó, nhìn y chang chậu sứ vậy. Nó là sơn trắng sứ mấy anh. Sơn một cái này cũng đẹp lắm mấy anh. Cái này mình sơn giả sứ cũng đẹp lắm mấy anh. Mấy chậu nào mà mình trơn trơn á, chậu trơn trơn á, mình sơn giả sứ hơi đẹp á. Mấy chậu có mấy anh quay mấy chậu trái bần á, mấy chậu đó em nghĩ sơn lên đẹp lắm ạ. Sơn lên đi chậu sứ luôn, để trong nhà, chân trong nhà sạch sẽ đẹp luôn. Muốn giống sứ mình phải phủ bóng lên nữa. Nếu đúng á là phải phủ bóng 2K nó mới đẹp. Nhưng mà mình phủ bóng nước super clear được rồi mấy anh, nó cũng bóng. Nhìn nó cũng bóng lên nữa. Rồi để khò khô mình phủ bóng lên nữa mấy anh. Rồi giờ phủ bóng cho nó nha mấy anh. Em phủ bằng keo nước super clear nha mấy anh. Tại sứ mình phải phủ bóng lên, nó bóng nó mới giống sứ. Phủ hai nước. Đi nước một khô xíu phủ nước hai nữa cho nó bóng hẳn luôn. Thôi đừng phủ trong. Rồi để cho nó khô nước 1 thì mình phủ nước 2. Cho nó thêm bát để cho nó bóng lón luôn mấy anh. Này xài cái ống nước nha mấy anh. Ở ngoài bóng dữ lắm á, chảy đi ơi. Dài quá chảy kìa. Được rồi. Rồi ok rồi, để nó khô đi em quay cho mấy anh coi. Nhìn giống sứ rồi đó. Bóng lên là sẽ nhìn giống sứ. Ok, ngồi góc này quay cho mấy anh thấy độ bóng của nó nè. Đó, khi mà mình bóng lên nhà nhìn nó mới giống sứ. Là chậu phải đẹp nha mấy anh. Này cũng tương đối rồi mấy anh ơi, 80% giống sứ thôi. Chậu nó xấu quá. Rồi ok. Anh em nào thích màu này thì thích sơn kiểu này thì sơn mua màu này mấy anh, sơn giả sứ thì mua màu này. Màu này là màu trắng sứ ok nha mấy anh. Màu này sơn lên giả sứ rất là đẹp. Cái lại phủ keo bóng nước super clear lên nó bóng á. Nó bóng á, nhìn nó giống hơn. Rồi, em cảm ơn mọi người theo dõi video sơn giả sứ cái chậu tròn 35 này của em nha.